Anh chị ơi, anh chị đang cần tìm nhà với cái diện tích rộng và có một cái khoảng sân để cho quý anh chị trồng cây và một cái mức giá chỉ hơn 1 tỷ thôi. Thì căn nhà này hôm nay Lộc Nguyễn được nhận từ chính anh chủ, chị chủ đã gọi Lộc và đã tin tưởng khi mà đã xem những cái theo dõi kênh nhà đất Lộc Nguyễn trong suốt thời gian dài, thì anh chị đã rất là tin tưởng và gửi cho Lộc cái mẫu nhà này để Lộc Nguyễn review và gửi đến cho quý anh chị với một cái mức giá chỉ hơn 1 tỷ chút xíu thôi. Thì quý anh chị hãy theo dõi hết video, Lộc Nguyễn sẽ review chi tiết cận cảnh từng ngóc ngách căn nhà này cho quý anh chị tham quan nha. Anh chị ơi, hiện tại thì Lộc Nguyễn đang đi trên một con đường nó rộng tầm khoảng 2 mét rưỡi nha quý anh chị. Thì ở đây có một cái dãy nhà nó có đến 6 căn nhà thì đã bán hết hết 6 căn rồi. Thì anh chị chủ này á mua nhà là để ở nha quý anh chị. Nên do một cái số việc là anh chị đang cần tiền để làm công việc á, nên anh chị đã đành bán cái căn nhà này. Anh chị rất là tâm huyết khi mà mua căn nhà này, mua chỉ hơn có một năm chút xíu thôi nha quý anh chị đó, nên anh chị từng cái cây cảnh, từng cái ngóc ngách căn nhà anh chị chăm chút, Lộc thấy rất là chu đáo và chi tiết luôn quý anh chị ơi. Nên quý anh chị hãy tham quan căn nhà này để chúng ta sớm sở hữu cho mình một cái mẫu nhà thật là ưng ý ha. Thì phía mặt diện bên ngoài nè, Lộc thấy là theo kiểu hình mái Thái truyền thống ha, có cái mẫu có cái tông màu là tông màu trắng và tông màu xám không quý anh chị. Ở cái mặt diện Lộc Nguyễn rất là thích cái cổng này nha quý anh chị. Cổng này á được ở đây có cây trùm ruột, cái cây này cây seri nha, cái cây này cây seri, còn cái cây này là cây cây bông gì ta, cây này là cây bông giấy nè đó anh chị, và cây cây mai chiếu thủy. Thì anh chị đo ni đóng dài từng chi tiết luôn và đưa lên cái mái che đó, nó gần hết cái khu cổng của chúng ta luôn nha quý anh chị đó. Một cái khu vực cổng rất là kiên cố và khá là rộng nha, cái cổng này nó rộng bằng bằng một sải tay của Lộc á, nó khá là rộng. Và cái cánh cửa nè, cánh cửa ở đây là cửa được sơn tĩnh điện với cái tông màu trắng trắng sắc hộp và tông màu trắng không quý anh chị đó. Ở phía trên có cái đèn cho quý anh chị luôn, thậm chí là gắn cho quý anh chị một cái chuông đó, rất là tiện lợi ha quý anh chị ha. Rồi đi vào cái khoảng sân này thì Lộc Nguyễn rất là thích ạ. Nó có đến ba cái sân luôn, sân trước, sân hông và sân sau nha quý anh chị. Thì đầu tiên Lộc Nguyễn sẽ cho quý anh chị tham quan cái khoảng sân này ạ. Ở với khoảng sân này á thì anh chị chủ á trồng cho quý anh chị cái khu vực này là một cái cây khế ha. Đó rồi ở phía dưới có những hình con ốc sên, là những cái tiểu cảnh nhìn rất là dễ thương luôn. Và phía bên tay phải Lộc ở đây cũng có một cái khoảng không gian cây xanh nữa, nên nhìn nhà chúng ta rất là mát luôn nha quý anh chị. Và chưa hết nha quý anh chị, có khoảng sân sau, sân hông nè, trồng rất là nhiều loại cây như là cây lưỡi hổ nè, rồi cây hoa nhài nè đó, nhìn rất là đẹp không quý anh chị. Và ở đây á, anh chị nào mà thích trồng rau sạch á, thì chúng ta cũng có thể là để những cái thùng mớp ở đây để chúng ta trồng rau sạch ha. Và đặc biệt á là Lộc Nguyễn rất là thích cái khoảng không gian sân sau nha. Ở phía trên thì anh chủ làm một cái hệ thống hình những cái cây dây leo là hình nho nha quý anh chị. Nho này nho giả nha, không phải nho thiệt nha đó, nên đừng có hái ăn nha quý anh chị. Rồi làm những cái bông giấy nè, nó sắp leo hết cái vàng này rồi, khi mà nó leo hết thì nó sẽ rất là mát nha quý anh chị. Vị trí ngôi nhà của mình đó quý anh chị, nó chỉ cách cái đường DT835 là ngay chỗ khu vực chợ nè, có Bách Hóa Xanh, có chợ, có trường học, có đầy đủ tất cả các tiện ích cho quý anh chị sử dụng ha. Và từ vị trí đường DT835 này quý anh chị di chuyển theo con đường Bờ Miễu nha, là đi vào nhà khoảng có 400 m thôi quý anh chị. Và từ vị trí nhà quý anh chị di chuyển lên quận 8 theo trục đường quốc lộ 50 chỉ tầm khoảng 14 km. Bên trong đây thì nó sẽ qua một cái khoảng sân trước nữa. Cái khoảng sân này thì nó cũng cao cao hơn khoảng sân ngoài nha, và có hai cái cột rất là cứng cáp. Rồi phía trên có đèn cho quý anh chị luôn, và cái hệ thống cửa chúng ta đi vào là cửa bốn cánh ha. Đó nói chung là anh chị rất là kỹ lưỡng khi mà dán những cái khu vực mà hình á, nhìn nó rất là đẹp, nhìn vào không có thấy nha quý anh chị. Wow, vào bên trong cái khoảng nhà này quý anh chị là một cái cảm giác rất là hiện đại và sang trọng.
Nhìn cái mẫu nhà nó đơn giản thôi nhưng mà nó không kém phần sang trọng luôn quý chị ơi. Tường nè ốp lên tầm khoảng 2 mét cho quý chị luôn rồi ha. Rồi ở đây là một cái tivi khá là to. Tivi này rất là to nha quý anh chị. Rồi, ở đây thì anh chị lắp cái máy lạnh luôn. Đó, nên khi mà tiếp khách ở khoảng không gian này cũng rất là thoải mái. Đó, quý anh chị nhìn lên trên ạ. Một cái khoảng không gian hệ thống trần giật cấp cùng với hệ thống đèn LED, đặc biệt là có một cái khu vực đèn chùm. Cái đèn chùm này nó sẽ đổi màu được nha. Đó, tùy theo ý thích chúng ta thì chúng ta đổi màu để lộc bật cho quý anh chị xem nha. Đó, đổi màu nha. Đó, khoảng không gian này thì anh chị có thể là set up theo những cái thiết kế của anh chị chủ nhà luôn. Đó, bên tay trái thì một cái bộ ghế nội thất, bên tay phải thì một cái hệ thống tivi màn hình LED rất là to luôn, và kèm theo đó là hai cái hồ cá. Nhìn rất là đẹp phải không quý anh chị? Rồi, tiếp theo thì chúng ta tiếp đến khu vực bếp ạ. Trước khi đi đến khu vực bếp là Nguyễn Châu, quý anh chị tham quan cái khoảng không gian này ạ. Ở đây nè, có những cái khung như thế này. Đó thì anh chị đã tận dụng hết để trưng bày những cái vật phẩm quà lưu niệm hoặc là những cái bình hoa. Đó, nhìn rất là đẹp. Và cái tông màu gạch ốp tường á, Lộc thấy cũng khá là phù hợp với cái căn nhà này nha quý anh chị. Rồi đi đến cái khoảng không gian phòng bếp nè. Là đập vào mắt Lộc á, trước tiên là cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh hiệu hiệu LG. Đó, rất là to ha quý anh chị. Rất là to. Rồi, đây là một cái khoảng không gian bếp với tủ bếp dưới được ốp lát những cái đá hoa cương rồi. Nên nó rất là sạch sẽ cho quý anh chị ha. Rất là nhiều tủ để cho quý anh chị đựng đồ rất là nhiều luôn nè. Nói chung nhà này á, Lộc thấy anh chị rất là kỹ quý anh chị ơi. Hai vợ chồng, hai đứa con ở thì rất là hợp lý luôn. Nè, bên đây thì anh chị sắp xếp nè. Nói chung là rất là ngăn nắp luôn quý anh chị. Cái này không biết xài. Rồi, mời quý anh chị đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh nha. Khu vực phòng vệ sinh đó thì tường ốp gạch lên tầm khoảng 1,8 m cho quý anh chị luôn rồi ha. Những cái thiết bị như là bồn cầu, vòi sen, lavabo, thậm chí là có cái kính sẵn chung đó cho quý anh chị luôn rồi. Nói chung những hệ thống này rất là cao cấp luôn. Đặc biệt là Lộc Nguyễn rất là thích cái khu vực cửa như thế này. Đó, cửa này là cửa nhựa. Nhưng mà nó làm được thiết kế bằng cái chất liệu là cửa nhựa nhưng mà theo hình giả gỗ quý anh chị. Kính là kính mờ nè, đó nhìn nó rất là sang ha. Rồi bên tay trái Lộc là cái khoảng không gian để cho quý anh chị để máy giặt, ống nước vào và ống nước ra đầy đủ rồi, có ổ cắm điện luôn. Đó, nói chung là căn nhà này thì anh chị chủ sẽ để lại một số nội thất như là một cái tủ nè, rồi những cái hệ thống cây cảnh ở ngoài á thì sẽ để lại một vài cây cảnh cho quý anh chị ha. Tiếp theo sao ạ? Nãy giờ cái nhà này chỗ nào quý anh chị chưa tham quan ạ? À? Trên lầu ha. Rồi tiếp theo thì hãy cùng Lộc Nguyễn đi lên trên tầng lửng để chúng ta tham quan cái căn phòng ngủ phía trên nha. Cái khoảng không gian cầu thang á quý anh chị, cái bề ngang nó rộng tầm khoảng 1 m nha, khá là rộng để cho chúng ta đi nó sẽ rất là thoải mái. Và đặc biệt là các bậc cầu thang từng bậc đã được ốp lát những cái đá hoa cương hết rồi nên quý anh chị đi sẽ rất là mát chân và sạch sẽ ha. Tay vịn được thiết kế bằng chất liệu là gỗ căm xe, kính là kính cường lực ha quý anh chị. Ở không gian khu vực cầu thang này có một cái bức tranh phong thủy rất là đẹp ha quý anh chị. Đặc biệt là hai bên tường nó được ốp gạch khá là cao cho quý anh chị rồi nên rất là sạch sẽ cho những quý anh chị nào mà nhà có con nít ha, mình sẽ không có sợ bị vẽ bậy trên tường sẽ bị dơ ha quý anh chị. Và đây là cái khu vực phòng ngủ. Khu vực phòng ngủ này của hai vợ chồng anh chị nè. Đó, rất là ngăn nắp luôn. Có giường ngủ, có bàn trang điểm, có tivi. Rồi bên tay trái thì có những cái quạt và những cái đèn ngủ ha. Trên trần thì có hệ thống đèn LED rất là đẹp luôn. Đặc biệt là có cái cửa sổ để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng ha. Có màn che sẵn luôn cho quý anh chị rồi. Chất liệu cửa phòng ngủ chúng ta là làm bằng chất liệu nhựa giả gỗ nha. Nhìn rất là đẹp và sang trọng luôn nha quý anh chị. Nói chung là một cái căn phòng có đầy đủ các công năng cho gia đình chúng ta sử dụng ha. Khu vực cầu thang có những cái bức tranh nè, nhìn rất là dễ thương ha. Và đây là căn phòng ngủ dành cho em bé gái nha quý anh chị. Anh chị có một bé gái rất là dễ thương, có 5 tuổi thôi.
Thì căn phòng ngủ này dành riêng cho bé gái nè, cũng có đầy đủ những cái nội thất như là giường ngủ, tủ đựng quần áo nè. Rồi trên phòng á, có quạt máy ha, có đèn ngủ cho quý anh chị luôn. Cũng có cửa sổ rất là thông thoáng và mát mẻ. Đặc biệt là mỗi phòng thì có đi sẵn những cái khu vực để máy lạnh hết cho quý anh chị rồi. Tường thì đã được ốp gạch cũng rất là cao cho quý anh chị luôn rồi, nên rất là sạch sẽ. Nói chung căn nhà này Lộc thấy rất là đẹp, cũng như là ngăn nắp ha quý anh chị. Đây là khu vực phòng vệ sinh ở trên tầng lửng nè. Tường đã được ốp gạch tầm 1,2 m cho quý anh chị ha. Rồi có ô để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng nè. Lavabo, bồn cầu, vòi sen, những cái thiết bị rất là cao cấp đã lắp rất là sẵn sàng cho quý anh chị hết rồi. Về cái nhà này chúng ta chỉ cần dọn quần áo vào và ở thôi quý anh chị ơi, không có cần làm gì thêm nhiều ha. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị đi xuống tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ báo giá đầy đủ căn nhà này cho quý anh chị nắm thông tin nha. Anh chị ơi, vừa rồi thì anh chị cũng đã tham quan hết căn nhà của chúng ta rồi. Quý anh chị thấy cái mẫu nhà thế nào ạ? Chứ riêng Lộc lại thì cái mẫu mẫu nhà này Lộc Nguyễn rất là thích ạ. Một cái mẫu nhà theo hình thiết kế truyền thống hình mái Thái với cái tông màu trắng và tông màu xám. Có diện tích là ngang 5, dài 17 m, và diện tích thực tế nhà chúng ta là ngang 5, dài 15 nha quý anh chị. Là bán cái diện tích thực tế thì quý anh chị cũng đã tham quan rồi. Thì nhà chúng ta là có một trệt, một lửng, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, có khoảng sân trước, sân hông và sân sau, nằm trong cái hướng là hướng chánh đông luôn nha quý anh chị. Và cái mức giá này mà anh chị chủ gửi cho Lộc Nguyễn review và rao bán á, là 1 tỷ 490 triệu. Cái giá này là Lộc thấy rất là rẻ so với những cái căn nhà mà Lộc Nguyễn review nha. Cái giá này vẫn còn thương lượng cho quý anh chị nào thiện chí đi xuống xem thực tế và ưng mẫu nhà này rồi, thì Lộc Nguyễn sẽ cho quý anh chị làm việc với chính thương lượng với chính chủ nhà luôn, nên quý anh chị yên tâm là sẽ mua được cái giá rất là tốt so với thị trường luôn nha quý anh chị. Hiện tại thì thị trường bất động sản đang trầm lắng, thì những quý anh chị nào mà nghe mà đất giảm hay nhà giảm thì không có đâu nha quý anh chị. Cái đó là đối với những cái dự án lớn thôi đó, còn những cái nhà này mà Lộc review là có sổ sẵn và nhu cầu ở thật. Từ vị trí nhà quý anh chị di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh á, chỉ tầm khoảng 14 km thôi, thì rất là gần để cho chúng ta để làm chọn lựa, để làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha. Đó thì hãy nhanh tay lên liên hệ cho Lộc Nguyễn và số hotline phía trên màn hình. Cần hỏi những cái thông tin gì đó thì Lộc Nguyễn sẽ tư vấn rõ ràng và chi tiết cho quý anh chị, để cho quý anh chị nắm rõ ràng cái vị trí nhà cũng như là về mặt pháp lý ha. Thì cuối video Lộc Nguyễn xin chúc cho tất cả quý anh chị và cô bác có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và làm ăn lúc nào cũng phát tài phát lộc nha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.